Nintendo Switch OLED bây giờ đã là năm 2024 rồi, liệu có còn đáng mua hay không? Hãy tìm hiểu của mình trong video này nhé. Nếu mà so với các dòng V2 cũ ý, thì cái viền màn hình của nó mỏng hơn rất là nhiều. Và nếu mà mọi người mà nhìn qua thì mọi người sẽ thấy là hình như cái bản V2 với cả cái bản Switch OLED này nó không có thiết kế khác nhau quá nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng rồi ý, thì các bạn mới thấy là nó đã hơn rất là nhiều nha mọi người nhá. Bản Switch OLED này ăn tiền so với bản V2 ý, nó ở trải nghiệm sử dụng nha mọi người nhá. Màn hình thì được nâng cấp lên OLED rồi này, kích thước của nó thì là 7 inch, so với bản V2 cũ thì chỉ là 6,2 inch thôi. Nghe thì cách nhau có 0,8 inch thì mọi người nghĩ là nó cũng không ăn thua đâu đúng không? Nhưng mà khi sử dụng rồi mọi người mới thấy là 1 inch nó đã làm cho trải nghiệm chơi game của mình thú vị hơn rất nhiều. Mình đang vào tựa game Mario Kart 8, mọi người có thể thấy là độ sáng của nó cao hơn rất nhiều so với bản cũ. Nhìn cái màu đen này nó sâu, mà cả màu đỏ hay màu xanh thì nó đều đậm hơn rất là nhiều so với bản V2 cũ nữa. Mình thì đang không có sẵn bản V2 ở đây, nhưng mà mình sẽ để một cái hình ảnh ở đây cho mọi người có thể tiện theo dõi nhá. Thì mọi người cứ tưởng tượng là nhá, cái màn Switch OLED này nó sẽ giống như cái màn điện thoại bây giờ, còn cái bản V2 thì nó sẽ giống kiểu điện thoại ngày xưa của kiểu 6-7 năm về trước ấy. Thì khi mà sử dụng cái màn của Switch OLED, màu sắc nó tươi hơn này, nó sống động hơn và nó chân thật hơn rất là nhiều. Và khi sử dụng V2 thì nó sẽ có một cái chút gì đấy, màu sắc nó không rõ bằng cái bản Switch OLED. Thế nên là mọi người sử dụng nó sẽ thấy nó màu nó hơi mờ mờ một chút. Nên là khi mà mọi người chơi game bằng Switch OLED thì cái trải nghiệm chơi game của mọi người sẽ sống động hơn rất là nhiều. Và đẹp nó là một phần thôi mọi người ạ. Cái mà mình chọn để mua Nintendo Switch OLED đó chính là nó hỗ trợ rất nhiều người chơi. Có những tựa game ấy nó còn hỗ trợ lên đến tận 4 người chơi cơ mà. Mọi người xem đây là hình ảnh chân đế V2 nhá, mình sẽ để hình ảnh đây cho các bạn xem này. Còn đây, đây là chân đế của Switch OLED. Đấy, mọi người nhìn này, trông nó sang như này mà. Tại sao Nintendo lại không làm cái chân đế này ngay từ đầu luôn đúng không? Đấy, mà điều chỉnh được rất nhiều các mức độ nha mọi người nhá. Đấy, một cái chân đế nó chắc chắn và nó sang trọng như này cơ mà. Thời lượng pin thì đã được mình kiểm chứng, thời gian sử dụng của nó đúng là được từ 4,5 đến 5 tiếng tùy vào cái mức độ setting khi mà mọi người chơi game nha mọi người nhé. Với những trải nghiệm sử dụng nó hơn tầm như vậy thì hỏi mình là có nên mua cái con Nintendo Switch OLED này không, thì câu trả lời của mình đến năm 2024 như bây giờ thì vẫn là có nha mọi người nhé. Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là có nên là chờ cái dòng Switch 2 nó ra thì mua một thế không? Nhưng mà nó cũng giống như iPhone ý mọi người. Khi nào mà iPhone 16 chuẩn bị ra thì mọi người sẽ đổ xô đi mua iPhone 14 và iPhone 15 đúng không? Khi mà con Nintendo Switch OLED này bắt đầu ra ấy, thì cái giá khởi điểm của nó là hơn 11 triệu cơ. Và đến bây giờ thì cái giá của nó đã khá là chạm đáy rồi. Nó rơi vào khoảng hơn 7 triệu thôi. Và nếu như mà mọi người theo dõi livestream TikTok của Hacom thì đôi khi nó còn là gần 7 triệu cơ các bạn ạ. Thế nên là thật sự đây là một sản phẩm mà đến thời điểm hiện tại mọi người vẫn cực kỳ nên mua nha các bạn nhá. Để săn được em bé này với giá tốt nhất, mọi người nhớ theo dõi livestream của Hacom trên TikTok thứ 2, thứ 4, thứ 6 từ 10 giờ đến 12 giờ mọi người nhá. Còn bây giờ thì bye bye.